Chị Nguyệt có gọi gì cho em không Trâm? Nguyệt. À, hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho Nam hai cái mẫu lồng 700 và 900 bên shop cô gái tên Lê Minh Thuận. Về cơ bản chất liệu và mẫu lồng hoàn toàn giống nhau. À, chỉ khác cái 700, 900 nó chỉ khác nhau ở cái móc nha Nam. Cái móc trụ móc ti đồng, trụ bằng đồng, móc bằng inox dẹp là 900. Trụ inox móc sắt là 700. Cái trụ inox móc sắt này là cái trụ này tự bên shop làm thành để làm nên cái lồng. Còn cái trụ này, trụ móc ti đồng này bên shop không làm được nên cũng phải nhờ anh em thợ tiện của shop chuyên về sản xuất cái trụ móc này nên người ta làm cho em. Thì một cái là 700, cái 900. Về cái 700 đây nha anh em, cái 900 là trụ móc ti đồng. Còn chất liệu thì khung inox nam thép mạ đồng nha anh em. Chất liệu của cái lọc lực 700 này là khung inox nam thép mạ đồng, trụ inox móc sắt đó, cái trụ inox móc sắt cái trên đó. Còn 900 chất liệu cũng hoàn toàn giống cái 700, khung inox nam thép mạ đồng nâng cấp trụ móc ti đồng. Thì anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Thì em cũng nói rõ luôn cái chỗ này, cái kích thước của cái lục luôn cho anh em dễ tham khảo và khỏi phải hỏi em lại. Bữa giờ cũng nhiều anh em hỏi em quên nói. Kích thước là cái đáy lồng là 23, lưng 25, cao là 29. Tức là đáy lồng là cái đáy dưới cái chỗ để hướng phanh là 23, lưng 25 tức là cái lưng là cái chỗ vòn to nhất của cái lục. Tức là ngang cái khúc này là con chim nó xoay trở, con chim nó quay gù là 25. Đáy 23, lưng 25, cao 29. Không phải là nó nhỏ đâu anh em nhìn vậy cho anh em bỏ con cu vào nó to lắm á. Còn anh em làm to hơn nữa thì cái lòng nhìn nó thô hơn, nó khó chịu hơn. Cảm ơn anh em cu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Chào anh em cu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube. Hôm nay em giới thiệu đến cho anh em cu thủ cái lục cô gái cánh bướm có giá là 1,3 triệu bao ship bên em nha. Cái lục này là chất liệu là khung inox nam thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, san xếp cánh bướm. Tức là cái san xếp lại như này, ta nhìn từ trên xuống dưới thì ta chỉ thấy cái cầu tử thôi. Khi mà con bổ nhảy vào, cái san này nó sẽ tự động bung ra, tức là đập xuống rồi cái tự động bung ra vậy để nó hứng bổi. Thì anh em mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Em gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Thì em cũng nói rõ về chất liệu và giá cả thì em nói rồi, 1,3 triệu bao ship. Chất liệu cụ thể của nó là khung inox, tức là cái khung lớn nha anh em. Cái khung lớn này là bằng inox hết. Nan thì thép lưỡng kim, tức là cái nan nhỏ nhỏ này là thép lưỡng kim. Trụ móc ti đồng, tức là cái trụ bằng đồng nè, móc bằng inox dẹp. Thì đáy là 23, lưng